Quý chào mừng quý cô chú anh chị đến với sản phẩm Toyota Sua tại đại lý chính hãng Toyota Hiroshima Tân Cảng. Thì phía trước mặt Hyundai là một chiếc xe 7 chỗ, gầm cao, số sàn, rất là tiết kiệm nhiên liệu các anh chị. Sản xuất vào cuối của năm 2022 và đăng ký vào đầu của năm 2023. Về chế độ bảo hành thì xe còn bảo hành tới năm 2028 hoặc là 150.000 cây của anh chị. Và hiện tại sản phẩm này rất là lướt, mới có 17.000 cây số thôi quý anh chị. Ô đô chuẩn, có bảo dưỡng hãng, có lịch sử hãng, cho nên là quý anh chị hoàn toàn yên tâm. Thì hôm nay Huy sẽ cùng quý anh chị đi xem chi tiết về phần ngoại thất của chiếc xe với màu sơn là màu bạc tím, một trong những cái màu được khách hàng rất là thích. Và nội thất bên trong thì xe trang bị 7 chỗ màu chủ đạo là màu đen và được chủ xe trang bị đầu DVD Android, đầu Android nha quý anh chị nha. Và có camera 360 độ, camera 360 độ được tích hợp ở trên chiếc xe. Cùng với đó hệ thống gồng, xe biển số thành phố chỉ chạy lanh quanh thành phố mà mới có 17.000 cây số, cho nên là gầm là còn rất là đẹp. Và động cơ cũng vậy các chị, được bảo dưỡng hãng kỹ, cho nên là về phần động cơ thì còn bảo hành rất là lâu và động cơ nổ khá là êm. Thì hôm nay Huy sẽ cùng với quý anh chị đi xem chi tiết về mẫu xe này. Những điểm mà Huy rất là thích trên chiếc xe này là lướt quý chị, 17.000 cây. 17.000 cây thì không khác gì xe mới là bao nhiêu, rất là lướt. Thứ hai là màu sơn thì Huy chia sẻ cái màu này là màu bạc tím, cho nên là khá là đẹp. Về phần ngoại thất thì cái độ nguyên bản của chiếc xe còn khá là nhiều. Những cái đường găng cũng như là khe hở với các chi tiết này các anh chị, rất là đều luôn. Đây còn sơn zin nha quý chị nha. Đấy, khe hở còn rất là đều. Và với phần vỏ, 17.000 cây thì vỏ còn dài nha quý chị. Chạy thành phố thì còn khá là dài. Thì đây vỏ còn nguyên bản cho xe nha chị nha. Đấy, tuần thứ 42 của năm 2022. Tuần thứ 42 là cuối năm rồi quý chị, cuối năm. Rồi Huy cũng rất là thích ở trên chiếc xe này là cái phần camera 360 cùng với đầu DVD Android. Đầu DVD Android khá là lớn quý chị. Thì đầu DVD Android này thì chúng ta có thể quan sát xung quanh xe. Quan sát xung quanh xe quý chị. Và cái đầu này thì chủ xe trang bị khá là đắt tiền. Đắt tiền đúng quý chị. Ngoài ra thì thảm lót cách nhiệt cho phần tắp lô cũng được chủ xe trang bị. Khởi động và nút bấm startup chỉ cần đạp thắng và nhấn nút thôi quý chị nha. Đây, ô đô chuẩn của xe quý chị. Đấy, 17.355 cây số. Anh chị nhìn đầu DVD Android này, nét không? Rất là nét luôn quý chị. Cái đầu này nó có rất là nhiều tính năng ở trong này, như là có YouTube này anh chị, có thêm xem YouTube được nha. Rồi có Việt Map dẫn đường. Việt Map này thì có cảnh báo tốc độ được nha quý chị nha, cảnh báo tốc độ. Còn về chắc xe thì anh chị không phải lăn tăn gì hết. Đấy, xe số sàn, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đối với chiếc xe này các anh chị chạy đường trường đâu đó lanh quanh khoảng 5.54 lít. Rất là tiết kiệm đây các anh chị, 5.54 lít chạy đường trường. Cho nên anh chị nào mà mua về chạy gia đình hay là chạy dịch vụ mà anh chị muốn tiết kiệm nhiên liệu á thì anh chị lấy chiếc xe này, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đây có bảo dưỡng hãng quý chị, lịch sử bảo dưỡng hãng đầy đủ. Đây có bảo dưỡng tại Toyota Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt ở phía trước thì chúng ta có đầy đủ những cửa gió điều hòa. Thì xe này được bố trí ngồi rộng rãi thoải mái, gương thì có gập điện tự động. Xe giá rẻ quý chị, xe này thì có 400 mấy thôi. Mua về sử dụng, anh chị nào mà thiếu tài chính á, anh chị có thể được sự hỗ trợ từ phía tài chính Toyota. Nội thất bên trong nên chị xem tắp bi ha, nó còn đẹp lắm. Thì bên Huy về sẽ làm spa, làm đẹp vệ sinh. Thì do là xe nó mới vừa về, bên Huy chưa có spa, chưa vệ sinh. Chủ xe thì ảnh cũng không có vệ sinh, có sao để dạy bán cho bên Huy. Bên Huy về sẽ bộ phận kỹ thuật bên Huy anh chị sẽ tiến hành vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ phần nội thất. Rồi ở phía bên ngoài thì bên Huy sẽ làm đẹp lại một số chỗ trầy xước nhẹ. Cùng với đó là bên Huy sẽ tiến hành đánh bóng toàn bộ phần ngoại thất của xe. Còn động cơ thì bên Huy sẽ vệ sinh động cơ rồi bảo dưỡng luôn quý chị, thay nhớt luôn cho quý chị luôn. Để mua xe tại hãng anh chị yên tâm, lấy xe về là đổ xăng và chạy thôi. Rồi gầm bệ thì bên Huy cũng sẽ tiến hành làm đẹp, vệ sinh toàn bộ hệ thống gầm. Xe này chạy lanh quanh thành phố cho nên là gầm bệ còn mới lắm quý chị. Đấy, rất là mới. Ok, phía sau thì chúng ta sẽ có hai cảm biến khoảng cách từ phía sau, cho nên là dè rất là an toàn. Đấy, đây anh chị ha, đèn
thắng được trang bị là đèn LED. Đây, cốp để đồ phía sau, dưới này thì chúng ta có thể có đồ nghe ha, để đồ nghe. Ồ, chưa sử dụng luôn, chưa sử dụng luôn phải quý vị. Đây, phía sau thì chúng ta có thể, cái này là tấm lót chủ xe trang bị thêm nha quý vị. Mới vừa về anh chị, chưa có spa, chưa có làm đẹp. Thì đây là một chiếc xe rất là quen thuộc. Anh chị thấy ngoài đường chạy nhiều lắm quý chị. Avanza, xe giá rẻ, một trong những cái mẫu xe anh chị có vốn mà yếu á, thì anh chị mua chiếc xe này đỡ vay ngân hàng. Còn anh chị nào mà vay ngân hàng á thì cũng đỡ trả đỡ trả lãi, vì anh chị vay ít mà sẽ đỡ trả lãi hơn. 7 chỗ anh chị, 7 chỗ rộng rãi. Huy đã đi thử chiếc xe này rồi, thì có nhiều anh chị mua chiếc xe này về chạy ráp á, Huy cũng đã trải nghiệm, đã thử ở trên những cái sản phẩm mà quý anh chị chạy. Mấy anh chị đánh giá rất là cao, khỏe anh chị ha, cũng khá là khỏe, rồi tiết kiệm nhiên liệu. Và được cái nữa là cái xe này á, thì cái chi phí mà để bảo trì bảo dưỡng á, nó rẻ quý anh chị, nó rẻ. Đó là một trong những cái điểm mà ở trên cái mẫu xe Avanza này. Còn Toyota thì như chị biết ha, bền bỉ ha, bền bỉ, giữ giá tốt. Thì đó là những cái ưu điểm mà những sản phẩm của Toyota từ trước đến nay, từ Innova, Fortuner, đặc biệt Vios. Fortuner, Vios, bền lắm, hầu như sản phẩm nào cũng được khách hàng đánh giá là nồi đồng cua đá. Đây động cơ đó quý chị. Đây động cơ thì bên Huy về làm spa, làm đẹp, vệ sinh sạch sẽ. Quý anh chị chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Thực sự ra những chiếc xe như thế này thì bảo hành còn rất là dài, và lướt 17.000 cây chuẩn cho quý anh chị, thì anh chị không phải lăn tăn gì hết. Đại lý chính hãng của bên Huy cam kết xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước bằng văn bản, và sẽ có chính sách bảo hành cho quý anh chị. Thì ở trên mẫu xe này thì lướt 17.000 cây, rồi phụ kiện như là dán phim, rồi đầu Android, hay là camera 360 độ, thì là những cái hàng, những cái phụ kiện mà khá là xịn sò được chủ xe trang bị. Và với chiếc xe này thì bên Huy niêm yết với giá là 480 triệu quý chị, giá trên còn bất lọc luôn nha. Anh chị nào mà thích cái mẫu xe này thì anh chị liên hệ sớm, Huy sẽ tư vấn, hỗ trợ cũng như là làm hoàn thiện đẹp nhất cho quý anh chị, để anh chị có thể mua về sử dụng cho gia đình. Thì thông tin sơ bộ cho quý anh chị về cái mẫu xe Toyota Avanza số sàn 2022, đăng ký vào đầu năm 2023. Với chiếc xe này thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ sớm. Địa chỉ bên Huy là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 2 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Hiroshima Tân Cảng. Xe bên Huy là tại hãng rồi, cho nên là anh chị nào mà kêu check hãng thì thôi, mua xe mới luôn. Bên Huy đã check hết rồi quý chị, yên tâm.